Rồi lại nói nha, đầu tiên cho em nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng của em ha. Thì cửa hàng của em tên chính thức là cửa hàng Thành Hợp nha. 4 năm năm nay là cửa hàng Thành Hợp đột phá em nha. Đó, thì chuyên về bán máy cắt cỏ động cơ 2 thì, động cơ cắt cỏ động cơ 4 thì và đặc biệt là máy cưa xích nha. Thì chưa mới chốt thêm cho ông bác ở An Giang em anh, không phải ông anh, kêu ông bác ông chị. À, ông mua bên em 2 cây echo cắt cỏ đeo lưng, thêm 1 cây echo cắt cỏ cần cứng và bây giờ mua thêm 1 cây Tanaka. Là anh nào xem cái lô cưa cắt cỏ có 2 cây cưa lô X1 hồi nãy là sẽ biết. À, nói là cô Nhanh ơi, kênh của tôi quá uy tín đi, cho nên là bây giờ tôi quay lại tôi mua dùm cho anh em của tôi thêm 1 cây cưa nữa. Đó, thì khách mà quen quay lại mua hàng bên em sẽ có ưu đãi nha. Ưu đãi gì thì mình cứ việc chốt đơn đi, em Nhanh sẽ ưu đãi qua alo riêng nha. Thì em Nhanh bán máy với phương châm là khách hàng trao niềm tin, em Nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy. Em nói hoài em bán hàng, em luôn đặt em vô vị trí của khách hàng ha, vị trí của người tiêu dùng á, là máy phải chất lượng, phải không hỏng hoặc, phải bao ghim, phải đẹp, phải liền lạc. Đặng tới chỗ mình còn test máy nè, rồi nào là khoe với mấy anh ở sớm là mình mua hàng, tuy là trên mạng nhưng mà hàng phải chất lượng đâu đó đàng hoàng như đi lại cửa hàng ha. Rồi thì quay lại chương trình hôm nay, em Nhanh lên cho mình lô máy cắt cỏ, máy cưa xích lô chữ A 48 máy nha. À, nói chung thời gian làm không kịp cho nên lên gọn nhẹ thôi. Một cây echo tay dài nha em ha. Đó, 3.000. Xenon 25 ha. Chạy cực kỳ bốc nha. Lê tự động. Maru 30 nha em ha. Hitachi 35. Rồi, cái đó là Qgit 350146 ha. Arden Qrit 361 nha. Ryobi. Ryobi này là 3.500 nha mấy anh. Và cuối cùng là một cây Huana 51 nha. Trời ơi, hàng này mà nhận hai hát là ok luôn nha mấy anh, ngon lành cành đầu luôn. Đó, mấy anh mua hàng của em Nhanh thì mấy anh an tâm nha, bên em Nhanh cũng có chế độ bảo hành, phụ tùng đa dạng thay thế, dễ thay thế nha, bên em phụ tùng có hết. Bảo hành là bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mình nhận hàng. Rồi quá trình sử dụng 1-2 tháng, 5-6 tháng, 1-2 năm, máy có trục trặc gì thì cứ alo lại em Nhanh để mình hỗ trợ kịp thời nha mấy anh ha. Thì số điện thoại để em Nhanh hỗ trợ kỹ thuật lẫn chốt đơn 0913136620. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị hoặc là alo em để em hỗ trợ số này nha. Đây, máy của em bán thì ví dụ cái máy mà em báo giá ra 1.500.000, 2.000.000 hoặc là 2.000.000 mấy, giá đó là em đã bao gồm bao ship tới nhà và kèm theo cho mình 4 món phụ kiện ha. Đối với cưa xích thì em Nhanh sẽ cho thêm một cái vít rửa tay, một cái vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bugi và một cái bao lam zin và đã bao ship tới nhà. Và mấy anh mua cưa của em Nhanh, mấy anh an tâm cưa bên em trước khi mà vận chuyển cho mấy anh hay lên đường để phục vụ thì bên em sẽ đổ xăng pha nhớt vô thử đàng hoàng coi lưỡi cưa có bén không, không bén em Nhanh sẽ xử lý cho nó bén, em Nhanh sẽ đưa vô tải coi máy móc hoạt động ngon lành không nha. Và đặc biệt khi mà máy tới chỗ mấy anh chuẩn bị xăng với nhớt để mình thử thôi, còn mà bên nhớt lam thì em Nhanh vẫn còn để như vậy chứ không có để đổ ra ha, khỏi cần đổ nhớt lam, thử cho nó ok. Thì nhớt mà bên em Nhanh cũng đang sử dụng cho máy cưa lẫn máy cắt cỏ là nhớt này, là nhớt qua test 2 thì nha. À, đối với máy cưa xích thì men pha với tỷ lệ là 1 lít xăng 70cc nhớt dùm em. Bình nhớt này là 100.000 nha em ơi. Là 1 lít luôn á. Để em bóp nhớt bên đây ha. Qua đây nè. Cái nhớt của em bán có cái mêu cho mình luôn, nó rất là hay nha em ơi. 20, 40, 60, 70, 70cc nhớt cho 1 lít xăng ha. Đó mấy anh an tâm, máy mà pha như vậy thì nó chuẩn nha em ơi. Chỉ có 100.000 thôi. Rồi bây giờ em Nhanh sẽ thử cưa test nổ cho mấy anh trai xem tham khảo ha. Coi cái nào ủng hộ được em Nhanh thì alo nha. Cảm ơn mấy anh trước. Rồi bây giờ mình quay vô mình test cái cưa đầu tiên là cái Echo 3000 tay dài nha. Chiều dài của cân nặng của cây cưa là 4.3 kg ha.
Chiều dài của cái lam này là 3 tấc rưỡi nha mấy anh. Đó. Máy một cây cưa tay dài mà mình để xuống đây. Lam và máy nó đồng thanh đồng hữu nha mấy anh. Cái này mình hạ cây đứng đồ cũng ok lắm nha. Máy nhánh đồ thì ngon lành. Cưa này thì sử dụng xích này xích chuột ha. Còn dày dặn khá bén nha. Đó, chữ echo còn gọn gọn nè. Đây. Mặt cắt còn dày dặn nha mấy anh trai. Ốc máy cho ha, còn khá đẹp, mặt tiền ok. Trời ơi. Đóng le, máy giật nổ rồi, mở le đẩy vô ha. Và những con ốc mà nó chỉnh xăng chỉnh gió là HL nha. Ốc chữ T chỉnh ga anti nha mấy anh. Rồi cái bình mà nắp mà xăng pha nhớt nằm phía trước giùm ha. Nằm phía trước là cái nắp này. Cái nắp sau là nắp nhớt lam ha. Đó, đi chua mặt này, chua máy này đồng thanh đồng hữu đẹp lắm. Có vú bơm phụ nha em. Công tắc nè. Mở nè. Đây. Made in Japan có thông số luôn nha em. Khá đẹp. Đồ chẳng xích chẳng còn luôn ha. Rồi cái cưa này mấy anh chốt giùm em nhanh mẫu A1 37 ly 1.800.000 đồng ha. Cưa gia đình nha, bao xiết phụ kiện này đủ. Kilo 2 à, siêu nhẹ ha. Chiều dài của cái lam nè. 3 tấc 1 nha. Xenon. Siêu nhẹ nha. Trời cái này mà leo trèo mé nhánh là ok luôn nha em anh. À, cái mình đem lên trên mình leo lên cây ha, cái mình khởi động máy mình giật cái mình mở le. Ủa mình đóng le xong cái mình giật máy nó nổ cái mình mở le cái này nhảy ha, nhảy mở le cho mình luôn. Lam còn quá đẹp nha em ơi. Tại vì nó cắt nó sơn trắng trắng thôi chứ trong mặt cắt người ta còn dày nha. Thấy nó đẹp lắm. Sử dụng xích chuột nha mấy anh chơi. Nắp nhớt lam là ở phía dưới ha. Nắp xăng pha nhớt là ở phía trên. Dưới bơm phụ nè. 250 nha mấy anh. Cái này là máy này là Xenon. Công suất là 25cc, nồng nó là 35 ly. Cái này là mày kéo quá kéo thành. Tao nói nha, muốn chết luôn á. Nó đóng hàng mà tẹt 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 mấy giờ rồi, hết giờ chưa, dẹp đi mơ vô đóng. Kèo quay lại chương trình mấy anh ơi. Công tắc máy nè, mở le nè, rất là nhẹ ha. Đó, siêu gọn nhẹ luôn. Cái đèn mà này mấy anh để ý đi, cái động cơ Xenon Komitsu này ưu điểm đầu tiên là chạy cực kỳ là bền, cực kỳ là tiết kiệm xăng, mà cái nữa là tua cực kỳ nhanh nha mấy anh. Tua rất là nhanh, bình xăng lớn ở nằm phía sau nè, chạy rất là bốc ha. Mà giá cái này chỉ có 1.900.000 đồng thôi. Mấy anh chốt mã này chốt giùm em mã A2 ha, 1.900.000 đồng. Rồi tới đến nè, là 3 tấc 4. Hơn 3 tấc 4 xíu. Maru Yanma MC30A nghe em nha. Khá là đẹp mấy anh, nghe máy giật là hơi biết cái hơi sao nó rất là chắc ha. Maru Yanma 30. Những con ốc máy đồ quá đẹp ha. Tua chạy rất là khỏe nha. Máy này nồng 2 lá bạc nha em. Rồi thêm một cây sử dụng xích chuột ha. Cái lam còn chữ Maru Yanma luôn nha. Quá đẹp. Mặt tiền nè. Con ốc mà chỉnh dây xích dây sên nằm trong đây ha. Cũng có le gió nè. Ốc HL và ốc chữ T nằm ở đây ha. Mấy anh ơi, em chỉ nói sơ về những con ốc chỉnh xăng này kia thôi. Nhưng mà chừng nào mà mấy anh muốn căn chỉnh cái gì thì mấy anh alo cho bên em để bên em hỗ trợ căn chỉnh nha. Chứ đừng tự ý căn chỉnh nha mấy anh.
Hoặc là mấy anh lên YouTube á, mấy anh đánh vô thì cũng có những cái anh mà lên kênh sửa máy đó, hay đánh vô đó mình sửa đi cho nó chuẩn. Rồi cái nắp nhớt lam nằm phía sau nè. Nắp xăng pha nhớt nằm phía trước nha mấy anh. Đó. Tắt nè, mở nè. Máy này nhìn quá trời chất lượng, quá đẹp luôn. Rồi mấy anh chốt này chốt giùm em nhanh mã A3 36 ly 1 triệu 900 ngàn đồng ha. Hitachi. Chiều dài của cái lam 4 tấc nha mấy anh. Cưa này là cưa Q-Grip hay là gọi là cưa Echo đó ha. 3501 nòng đứng nha. Những cây nòng đứng nó có cái lợi thế là nó sẽ nhẹ hơn những cây nòng nằm. Và tua nó chạy nhanh hơn nha. Đó. Đây. Để mấy anh nhìn giùm em cái lốc máy nó đẹp chưa. Đó, xuất sắc ha. Cái mặt tiền nè. Đây có dập da banh luôn nha mấy anh. À. 501 ha. Nắp nhớt lam phía trước, nắp xăng pha nhớt thì nằm phía sau. Tắt nè, mở đẩy lên. Lè gió nè nha mấy anh. Cái này le này mở le. À, đóng le kéo ra. Mở le đẩy vô ha. Đồ chặn dây xích dây sên nè. Cái lam này. Made in Canada, trời ơi lam này của Canada nha mấy anh. Ghê, xuất xứ Canada đồ luôn đó nè, mặt trước cũng như mặt sau ha, chữ Q-Grip. Lam này là lam Latin nghe mấy anh, lam Latin nghe, tại nó chóc chóc nhìn vậy đó chứ lam ta Latin đó, sử dụng xích chuột ha. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em nhanh mã A5 39 ly 2 triệu rưỡi ha. Rồi, trọng lượng cũng 5,2 kg luôn, giống như cường nãy chưa. Chiều dài của cái lam 4 tấc 4 nha mấy anh. Kivit rồi anh, cái này là 361 nha mấy anh. 361. Nồng nó tới 40 ly lận nha mấy anh. Cái này thì nó sử dụng xích này xích 325 ha. Xin lỗi nha mấy anh, cái này nó sử dụng xích 91 ha, em nhìn nhầm ha. 91 Q-Grip Dragon. Cái cưa này nó có khóa xích nha mấy anh trai. Khóa xích ha. Tiếp tục một cái cưa nồng đứng chạy có nhịp ha, cưa nhẹ nhàng nha. Ốc máy trắng tư nha mấy anh. Le gió nè. Đó, đóng le mở le đẩy vô. Vú bơm phụ có luôn. Rồi, tắt mở nè. Giữ ga rồi còn đầy đủ luôn nha mấy anh. Rồi nắp nhớt lam thì phía trước ha. Nắp xăng pha nhớt phía sau. Mặt tiền thì còn đẹp đầy đủ.
Mã này em bán với anh mã A6 2,5 triệu giùm em nhanh nha. 2.500.000 đồng ha. Rồi ruby 35 nè. Nhạy ha, rất là nhạy. Tiếp tục một cây trọng lượng 5,2 kg, mấy cây nồng đứng là nó nhẹ mấy anh ơi, 4 kg. Em xin lỗi, làm 4 tấc, chiều dài làm 4 tấc, trọng lượng 5,2 kg, nó lộn đầu lộn đít. Những cái cưa như thế này nè, nhiều anh ấy, má nhẹ quá cưa nó không đã, nhưng mà nồng những cái cây như thế này nó đều có cái thung, nó có cái độ nhịp ấy mấy anh đưa vô cây mấy anh cưa là nó bắt luôn à. Không có sợ mà ở cưa sợ nó bị dội lên, không có đâu. Dòng máy này em bán cực kỳ là nhiều mà rất là đắt hàng, rất là khác. Ryobi này là 3,5 nha em nha. Le tự động nữa nè, kéo le cái mình giật máy nó nổ, mình mở le thì mình bóp ga nó nhảy vô ha. Vú bơm phụ nằm phía sau nha. Đây, công suất đồ đầy đủ phía đây ha. Công tắc nằm ở đây luôn. Ở hội tủ có một chỗ một hầm em nha, rất là nhạy luôn nữa nè, đã lắm. Nắp xăng pha nhớt là nắp màu đen. Nắp nhớt lam là nắp màu xám giùm em nhanh. Lam đồ còn dập tem thông số luôn. Cái này nó sử dụng sức 91 nha mấy anh trai. Ghi chữ Ryobi này ha. Đầy đủ chặn xích đồ còn luôn. Thông số đồ còn đầy đủ ha. 3,5 kg nha. Mã này mấy anh chốt nha em nhanh. Mã A7 39 ly 2.700.000 đồng ha. Rồi Hubana. Wow, 6,5 kg nha mấy anh, 6,5 kg nha. Chiều dài là 5 tấc 1 ha. Cái là cái cưa này để em giới thiệu cho em anh là một cây cưa Huana, xuất xứ là Made in Sweden, nói chung là Thụy Điển đó nha mấy anh. Nồng đứng nha, e tự động nha. Tắt nè, mở nè, e tự động giùm em nhanh ha. Anh nào thích cưa làm dài thì đây. Nắp xăng pha nhớt phía sau, nắp nhớt làm phía trước ha. Đây còn cái nữa nè, cua là Thụy Điển em anh. Đấy. Rồi cái làm của nó thì made in Norway ha, Norway. Nè, made in Norway nha em anh. Có dập thông số, có xỉ gỗ, xỉ gồng luôn ha. Cái này xích này 325 nè em anh. Còn khá dày, mặt tiền quá đẹp. Em thì em quay tổng thể à. Mã này mấy anh chốt cho em nhanh. Mã A8 45 ly, giá là 3.700.000 đồng ha. 3.700.000 đồng. Rồi, chào và hẹn gặp lại mấy anh trai. Tạm biệt.